Chào mừng bạn đến với kênh Học Tiếng Anh cùng Vân Anh. Hôm nay bạn có khỏe không? Chúc bạn một ngày thật là bình an và tràn đầy hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân và bè bạn. Hôm nay Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn học tiếng Anh về dịch vụ làm dip powder, có nghĩa là làm bột nhúng. Đây là một kỹ thuật mới trong nghề nail. Người ta chỉ dùng keo với lại bột màu để nhúng vào móng tay khách để tạo ra những cái móng tay thật là đẹp. Đây là một kỹ thuật mới mà nó không có dùng chất liquid hay là monomer hay là dùng đèn để mà hong khô cái này. Nó không có giống như là gel. Tất nhiên ở một số tiệm thì người ta dùng gel trên cái lớp top để làm cho cái móng nó bóng hơn và nó bền hơn. Thì đó là tùy vào mỗi nơi có những cái kỹ thuật khác nhau, làm sao để chúng ta đáp ứng được nhu cầu của khách hàng ở cách tốt nhất. Thì bạn làm ở tiệm nào thì chúng ta theo cái phong cách và kỹ thuật ở tiệm đó. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách, nếu như bạn chưa bấm đăng ký thì bạn bấm nút đăng ký và bấm cái chuông ở bên phải để khi Vân Anh ra video mới học tiếng Anh thì bạn sẽ là người đầu tiên được thông báo để theo dõi. Bây giờ chúng ta cùng học tiếng Anh dành cho dịch vụ làm dip powder hay còn gọi là bột nhúng. Chúng ta cùng bắt đầu ha. Và cũng như thường lệ, khi khách vào trong tiệm của chúng ta thì người thợ sẽ chủ động chào khách. Chúng ta sẽ chủ động chào khách là Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Có nghĩa là xin chào, bạn có khỏe không? Khách sẽ trả lời là I am good, thank you. And you? I'm good, thank you. And you? Tôi khỏe, cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao? Thì thợ chúng ta cũng trả lời lại là I'm good too, thank you. I'm good too, thank you. I'm good too, thank you. Và chúng ta cũng không quên hỏi khách là chúng ta có thể phục vụ gì cho khách. What can we serve you today? What can we serve you today? What can we serve you today? Có nghĩa là tôi có thể phục vụ gì được cho bạn hôm nay? Hoặc là bạn có thể hỏi khách là What can I help you today? What can I help you today? What can I help you today? Là tôi có thể giúp gì được cho bạn hôm nay? I want my nails to be done. I want my nails to be done. I want my nails to be done. Có nghĩa là tôi muốn làm móng tay của mình. Thì lúc này thợ của chúng ta phải hỏi khách là What service would you like? What service would you like? What service would you like? Có nghĩa là bạn muốn dịch vụ gì? I want to have dip powder. I want to have dip powder. I want to have dip powder. Có nghĩa là tôi muốn làm dịch vụ bột nhúng cho móng tay của tôi. Thì lúc này thợ chúng ta sẽ kêu khách là đi chọn màu. Please pick out your color. Please pick out your color. Please pick out your color. Chữ pick
ở cuối nó có chữ K, chúng ta sẽ phát âm là K. Chữ L là nguyên âm, cho nên chúng ta sẽ nối âm K với âm L lại với nhau là thành cow, pick cow. Ha. Cho nên câu của chúng ta sẽ là Please pick out your color. Bạn vui lòng chọn màu sơn cho mình. Thông thường thì ở trong tiệm của chúng ta có rất là nhiều màu sơn để cho khách lựa chọn. Và thường thì khách sẽ thấy rất là lúng túng khi mà họ phải chọn cái màu nào, tại vì hầu như là màu nào họ cũng thích. Thế cho nên là nó sẽ mất nhiều thời gian cho họ. Cho nên họ thường hay có câu là Oh, there are a lot of options. Oh, there are a lot of options. Oh, there are a lot of options. Có nghĩa là có nhiều lựa chọn quá. I'm taking more time to choose. I'm taking more time to choose. Có nghĩa là tôi cần thời gian để lựa chọn. Và tất nhiên là thông thường thì khách lựa chọn trên cái bảng màu. Don't worry, you can bring the color wheel to your seat. Don't worry, you can bring the color wheel to your seat. Don't worry, you can bring the color wheel to your seat. Chúng ta cũng có thể trả lời là Don't worry, take your time. Please let me know when you're ready. Don't worry, take your time. Please let me know when you're ready. Don't worry, take your time. Please let me know when you're ready. Có nghĩa là đừng lo, cứ từ từ đi. Khi nào bạn sẵn sàng thì cho tôi biết. Và khi khách đã chọn màu xong thì chúng ta cũng mời khách đi rửa tay, vì khách từ ngoài vào chúng ta không biết là khách sờ chạm vào cái gì, cho nên là để bảo đảm an toàn cho thợ và khách thì chúng ta nên mời khách đi rửa tay. You can wash your hands at the sink over there. You can wash your hands at the sink over there. You can wash your hands at the sink over there. Có nghĩa là mời bạn đi rửa tay ở chậu rửa tay đằng kia. Khi chúng ta thấy khách rửa tay xong thì chúng ta mời khách lại chỗ của chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Mời khách ngồi. I'm ready for you over here. I'm ready for you over here. I'm ready for you over here. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn ở đây rồi. Sit down, please. Sit down, please. Mời bạn ngồi. Khi khách đã ngồi yên vị rồi thì chúng ta mời nước khách uống. Would you like something to drink? Would you like something to drink? Would you like something to drink? Là bạn có muốn uống gì không? Thì khách sẽ hỏi chúng ta là What do you have? What do you have? What do you have? Bạn có những gì? Chúng ta trả lời là We have tea.
coffee, soldiers, and water. We have tea, coffee, soldiers, and water. We have tea, coffee, soldiers, and water. Chúng tôi có trà, cà phê, nước ngọt các loại và nước đóng chai. Thì lúc này khách sẽ chọn một trong những thức uống của chúng ta. Vân Anh ví dụ là khách sẽ chọn uống trà. Thì khách sẽ nói là Can I have tea, please? Can I have tea, please? Can I have tea, please? Là tôi có thể uống trà được không? Và chúng ta đi lấy trà cho khách. Trong trường hợp tiệm của bạn không có mời khách nhiều loại thức uống như vậy, chỉ có một loại nước đóng chai thôi, thì chúng ta hỏi khách là Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Would you like a bottle of water? Là bạn có muốn một chai nước uống không? Tất nhiên lúc này khách sẽ trả lời là có. Yes, sure. Yes, sure. Yes, sure. Có, chắc chắn rồi. Hoặc là khách cũng có thể nói là It would be great. It would be great. It would be great. Oh, nó thật là tuyệt vời. Trong trường hợp khách không muốn uống thì khách sẽ nói là No, I'm good. Thank you. No, I'm good. Thank you. No, I'm good. Thank you. Có nghĩa là không, tôi không cần, tôi ổn. Cảm ơn bạn. Thì lúc này chúng ta cũng nên mời lơi khách một câu là nếu như bạn muốn uống, bạn thay đổi ý kiến thì cho tôi biết. Okay. Whenever you need one, please let me know. Okay. Whenever you need one, please let me know. Okay. Whenever you need one, please let me know. Có nghĩa là được thôi. Khi nào bạn muốn uống thì hãy nói cho tôi biết. Thì chắc chắn lúc này khách sẽ nói là Yes, of course. Yes, of course. Yes, of course. Có nghĩa là dạ được, tất nhiên rồi. Và khi chúng ta mang nước ra cho khách uống thì chúng ta nên nói là Here you go. This is your drink. Here you go. This is your drink. Here you go. This is your drink. Chữ this ở cuối là chữ S. Phát âm là S. Chữ is. Nó là nguyên âm. Cho nên chúng ta đọc nối chữ this is thành this is. This is. This is. This is your drink, là nước của bạn đây. Sau khi chúng ta lấy nước cho khách uống xong, thì chúng ta yêu cầu khách đưa tay cho chúng ta để chúng ta xem xét tình hình của móng như thế nào, đúng không ạ? À? Và chúng ta bắt đầu công việc làm móng. Can I have your hand, please? Can I have your hand? Please, can I have your hand, please? Có nghĩa là bạn có thể đưa tay cho tôi được không? Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là Please give me your hand. Please give me your
hand. Please give me your hand. Có nghĩa là vui lòng đưa cái tay bạn cho tôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể nói là may I have your hand please? May I have your hand please? May I have your hand please? Có nghĩa là vui lòng đưa cho tôi cái tay của bạn. Lúc này chúng ta xác định lại dịch vụ với khách để tránh sự nhầm lẫn giữa hai bên. Thì chúng ta hỏi khách là would you like dip powder? Would you like dip powder? Would you like dip powder? Có nghĩa là bạn muốn dùng dịch vụ là bột nhúng cho móng tay phải không? Có một số khách lần đầu tiên họ sử dụng dịch vụ bột nhúng thì họ sẽ hỏi ta là what's dip powder? What's dip powder? What's dip powder? Có nghĩa là làm bột nhúng là cái gì vậy? Thì chúng ta trả lời với khách là dip powder is the latest innovation in nail industry. Dip powder is the latest innovation in nail industry. Dip powder is the latest innovation in nail industry. Có nghĩa là bột nhúng là một cải tiến mới nhất trong ngành nail. It helps your nail stronger and healthier. It helps your nails stronger and healthier. It helps your nails stronger and healthier. Có nghĩa là nó giúp cho móng tay của bạn cứng hơn và khỏe mạnh hơn. It contains vitamin E and D. It contains vitamin E and D. It contains vitamin E and D. Nó chứa vitamin E và D. It's bonded by using glue and powder without liquid or UV light. It's bonded by using glue and powder without liquid or UV light. It's bonded by using glue and powder without liquid or UV light. Có nghĩa là kỹ thuật này chỉ sử dụng keo và bột. Nó không có dùng liquid, nó không dùng chất lỏng monomer hay là đèn cực tím. Lúc này chúng ta đã giải thích cho khách hiểu rõ thế nào là dip powder thì chắc chắn là khách sẽ rất là hài lòng vì họ có thêm kiến thức về dip. Thì khách sẽ nói là yes, I want dip powder please. Yes, I want dip powder please. Yes, I want dip powder please. Có nghĩa là vâng, tôi muốn sử dụng dịch vụ bột nhúng. Thì lúc này thợ của chúng ta cũng nên hỏi khách là có muốn trang trí trên móng của họ không để chúng ta chuẩn bị. Vì kỹ thuật làm dip chẳng hạn như khách muốn ombre ở trên mặt móng thì chúng ta phải chuẩn bị tới 2 màu sơn và chúng ta cũng chuẩn bị cả dụng cụ nữa. Cho nên ta hỏi trước. Ha, thì ta hỏi khách là would you like any design for your nails? Would you like any design for
Your nails. Would you like any design for your nails? Là bạn có muốn trang trí gì ở trên móng của mình không? Nếu mà khách không muốn thì khách sẽ trả lời là No, I'm good. No, I'm good. Trong trường hợp khách muốn thì khách sẽ nói là Yes, please. Thì mình hỏi khách là What design would you like? What design would you like? What design would you like? Là bạn muốn design theo kiểu gì? Thì người ta sẽ đưa cái hình ở trong điện thoại cho chúng ta xem. Thì họ sẽ hỏi chúng ta là Can you design like this picture? Can you design like this picture? Can you design like this picture? Là bạn có thể trang trí móng giống như cái hình này hay không? Và thợ của chúng ta sẽ trả lời là Yes, I can. Trong trường hợp khách cẩn thận, khách sẽ hỏi là How much? Nếu khách không hỏi thì chúng ta cũng nên báo giá cho khách biết. Vân Anh ví dụ là công của bạn làm cho cái mẫu trang trí đó là 6 đô la. Tùy bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn, nhưng mà Vân Anh ví dụ ở cái mức thấp ha. It costs $6 extra. It costs $6 extra. It costs $6 extra. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Là bạn có đồng ý không? Trong trường hợp khách muốn thì khách sẽ nói là It's fine. It's fine. It's fine. Có nghĩa là được, ổn thôi. Hoặc là khách có thể nói là Yes, please go ahead. Yes, please go ahead. Yes, please go ahead. Có nghĩa là được, cứ tiến hành đi. Lúc này chúng ta hỏi khách chọn màu gì để chúng ta đi lấy màu cho khách. What's your color? What's your color? What's your color? Là màu của bạn là gì? Thì khách sẽ đưa cho chúng ta và nói là Here you go. This my color. Here you go. This is my color. Here you go. This is my color. Đây nè, đây là màu của tôi. Và trong trường hợp nếu như màu mà khách chọn đã hết thì chúng ta nói với khách là màu của tôi hết rồi và mời khách chọn một màu khác thì chúng ta nói là Sorry, we're out of this color. Sorry, we're out of this color. Sorry, we're out of this color. Xin lỗi, chúng tôi đã hết màu bạn chọn rồi. Can you please choose another color? Can you please choose another color? Can you please choose another color? Bạn có thể vui lòng chọn một màu khác được không? Trường hợp này khách cũng có thể nói với chúng ta là Can you please look for another similar color? Can you please look for another similar color? Can you please look for another similar color? Là bạn có thể tìm giúp tôi một màu khác tương tự như vậy không? Nếu chúng ta giúp khách chọn màu thì chúng ta phải hỏi lại khách để khách có đồng ý hay không. Is this color okay? Is this color
Okay. Is this color okay? Thì khách đồng ý, họ sẽ nói là yes, it's fine. Yes, it's fine. Yes, it's fine. Có nghĩa là được, màu này được. Đối với dịch vụ làm móng dip thì chúng ta có thể dip trực tiếp trên móng tay của khách hoặc là chúng ta dip trên móng nối dài. Đối với dip trực tiếp trên móng khách thì chúng ta gọi là overlay. 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 Còn nếu như mà chúng ta dip ở trên cái móng giả nối dài thì chúng ta gọi là full set dip. Full set dip. Full set dip. Có nghĩa là chúng ta nối cái móng giả lên và nhúng bột vào. Would you like to keep the length or cut them shorter? Would you like to keep the length or cut them shorter? Là bạn muốn giữ cái độ dài này hay là bạn muốn cắt ngắn nó xuống? Nếu trong trường hợp khách muốn giữ, no, just file. No, just file. No, just file. Có nghĩa là không, chỉ cần giũa xuống thôi. Trong trường hợp khách muốn ngắn hơn thì họ sẽ nói là yes, please cut it shorter. Yes, please cut it shorter. Yes, please cut it shorter. Có nghĩa là vui lòng cắt nó ngắn hơn. Hoặc là khách chỉ muốn làm cho nó ngắn một chút thôi thì họ sẽ nói là yes, a little short. Yes, a little short. Yes, a little short. Có nghĩa là có ngắn xuống một chút xíu. Nếu khách có móng ngắn và chúng ta hỏi ý kiến của khách là khách có muốn làm móng giả cho nó dài hơn không, thì chúng ta hỏi khách là would you like to dip on your drill now or tip extension? Would you like to dip on your drill nails or tip extension? Would you like to dip on your drill nails or tip extension? Có nghĩa là bạn muốn dip trên cái móng thật của bạn hay là trên móng nối? Chúng ta cũng có thể hỏi câu hỏi khác là would you like to overlay or add tips on? Would you like to overlay or add tips on? Would you like to overlay or add tips on? Có nghĩa là bạn muốn bột nhúng trên móng tay thật hay là gắn thêm móng giả? Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi do you want extension? Do you want extension? Do you want extension? Có nghĩa là bạn có muốn nối móng không? Hoặc do you want your nails longer? Do you want your nails longer? Do you want your nails longer? Có nghĩa là bạn có muốn móng của bạn dài hơn không? Trong trường hợp này có cái từ lạ là từ overlay. Nhiều khi khách không hiểu, khách sẽ hỏi cái chữ này có nghĩa là gì ha? Vì đó là từ kỹ thuật. Khách sẽ hỏi chúng ta là what's overlay mean? What's overlay mean? What's overlay mean? Overlay có nghĩa là gì? Overlay is to put powder on top of your real nails. Overlay is to put powder on top
of your real nails. Có nghĩa là chúng tôi nhúng bột trực tiếp trên móng tay thật của bạn. Nếu như khách chọn là dip trực tiếp trên móng tay của họ thì họ nói là I'd like to dip on my real nails. 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 Có nghĩa là tôi muốn nhúng ở trên móng thật của tôi. Hoặc là khách có thể nói là I'd like to overlay. I'd like to overlay. I'd like to overlay. Có nghĩa là tôi muốn nhúng trên móng thật. Nếu khách muốn nối thêm móng thì khách sẽ nói là I'd like to dip on tip extension. I'd like to dip on tip extension. I'd like to dip on tip extension. Có nghĩa là tôi muốn dip ở trên móng gắn thêm. Hoặc là I like to add tips on. I like to add tips on. I like to add tips on. Có nghĩa là tôi muốn gắn móng thêm. Khi gắn móng tip cho khách xong thì chúng ta hỏi khách là khách muốn độ dài của móng là bao nhiêu? How long would you like? How long would you like? How long would you like? Có nghĩa là bạn muốn móng dài bao nhiêu? Sau khi chúng ta cắt móng khách ngắn xuống rồi thì chúng ta hỏi khách muốn hình dáng của móng là như thế nào? Thì chúng ta hỏi khách là What shape would you like? What shape would you like? What shape would you like? Là bạn muốn hình dáng móng như thế nào? Thì có nhiều dáng móng ở đây. Ví dụ như khách chọn là móng bầu thì khách sẽ nói là I want round shape. I want round shape. I want round shape. Hoặc là khách có thể trả lời là I want square shape. I want square shape. I want square shape. Là tôi muốn móng vuông. Nếu mà khách muốn cái dáng móng như là hạt hạnh nhân thì khách sẽ nói là I want almond shape. I want almond shape. I want almond shape. Nếu mà khách muốn là móng vuông và bo ở góc thì khách sẽ nói là I want square with round corner. I want square with round corner. I want square with round corner. Có nghĩa là tôi muốn móng vuông và bo tròn ở góc cạnh. Sau khi chúng ta dũa xếp xong thì chúng ta hỏi lại khách là Are shape and length good? Are shape and length good? Are shape and length good? Thì khách sẽ dòm dòm và họ hài lòng thì họ sẽ nói là They're good. They're good. They're good. Có nghĩa là
ổn rồi. Và chúng ta tiếp tục làm ha. Lúc này là chúng ta đến công đoạn là làm sạch mặt móng, nhuộm máy ở trên mặt móng và chúng ta làm sạch cái cuticle, phần da ở trên góc móng của khách. Cũng có thể là trong quá trình chạy máy thì chúng ta làm cho khách đau. Đối với một số khách có cái làn da nhạy cảm thì biểu hiện của khách đau là khách sẽ giật nhẹ cái ngón tay của họ hoặc là mặt nhăn nhẹ, thì chúng ta dừng lại và chúng ta hỏi khách là Is it hurt? Is it hurt? Is it hurt? Có nghĩa là đau hả? Hoặc là chúng ta cũng có thể hỏi Am I hurting you? Am I hurting you? Am I hurting you? Là tôi làm đau bạn hả? Nếu mà khách đau thì khách sẽ nói là Yes, it hurts. Yes, it hurts. Yes, it hurts. Có nghĩa là đúng rồi, tôi đau. Hoặc là khách cảm thấy bị nóng tay thì họ sẽ trả lời là Yes, it burns. Yes, it burns. Yes, it burns. Có nghĩa là tôi thấy nó nóng. Và chúng ta nên nói lời xin lỗi khách. Sorry. I'll be more careful. Sorry. I'll be more careful. Sorry, I'll be more careful. Có nghĩa là xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Nếu mà khách không có vấn đề gì thì khách sẽ trả lời là Okay, it's fine. Okay, it's fine. Okay, it's fine. Ừ, không sao đâu. Nếu trong lúc mà chúng ta chạy giũa hay là cắt da cho khách mà khách lại bận nói chuyện điện thoại hay là nói chuyện gì đó mà tay của khách run làm cho chúng ta có thể làm cho khách bị đau, thì chúng ta nói với khách là Please don't move your hand. Please don't move your hand. Please don't move your hand. Có nghĩa là vui lòng đừng có di chuyển cái tay của bạn. Keep your hand still, please. Keep your hand still, please. Keep your hand still, please. Có nghĩa là giữ cho cái tay của bạn đừng di động. Trong quá trình chúng ta nhúng bột vào móng tay của khách thì có một số khách người ta gồng cái ngón tay của họ làm cho chúng ta khó mà nhúng được, thì chúng ta nên nói với khách là Please relax your hand. Please relax your hand. Please relax your hand. Hoặc là chúng ta có thể nói là Relax please. Relax please. Relax please. Có nghĩa là vui lòng thả lỏng tay của bạn. Ở một số tiệm thì sau khi dip màu xong cho cái nước activator, có nghĩa là cái nước số 3 lên, thì người ta buffer, người ta chạy máy xong thì lẽ ra là người ta sẽ cho cái nước top, tức là chai số 4 lên trên cái mặt dip. Thì có một số tiệm người ta sẽ dùng kỹ thuật là sơn base gel rồi xong rồi sơn top gel lên để cho cái móng nó bóng hơn, bảo đảm cái độ bóng của móng. Thì tùy vào tiệm mà chúng ta theo, chúng ta làm ở tiệm nào thì chúng ta theo cái kỹ thuật của tiệm đó, hoặc là bản thân chúng ta làm chúng ta thấy kỹ thuật đó tốt hơn thì chúng ta làm theo kỹ thuật đó ha. Thì khi chúng ta sơn base gel xong cho một bàn tay thì chúng ta kêu khách đưa tay vào cái đèn gel để hong cho nó cứng lại, thì chúng ta kêu khách là Please put your hand in the light.
Please put your hand in the light. Please put your hand in the light. Có nghĩa là vui lòng đưa tay của bạn vô trong đèn. Rồi chúng ta sơn tiếp bàn tay còn lại. Khi chúng ta sơn bàn tay còn lại xong thì chúng ta muốn khách đổi tay để đưa tay vào hông, thì chúng ta nói với khách là switch your hand please. Switch your hand please. Switch your hand please. Có nghĩa là vui lòng đổi tay. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta hỏi khách, ý kiến nhận xét của khách là do you like them? Do you like them? Do you like them? Là bạn có thích nó không? Hoặc là bạn cũng có thể hỏi là how's everything? How's everything? How's everything? Có nghĩa là mọi thứ thế nào? Nếu mà khách thích thì khách sẽ nói là I love them. I love them. I love them. Và lúc này là dịch vụ của chúng ta làm cho khách đã xong, thì chúng ta nói với khách là you're done. You're done. You're done. Có nghĩa là bạn xong rồi. Hoặc là it's finished. It's finished. It's finished. Cũng có nghĩa là dịch vụ đã hoàn tất. Giờ thì chúng ta mời khách đi rửa tay. You can go to wash your hands now. You can go to wash your hands now. You can go to wash your hands now. Có nghĩa là bạn có thể đi rửa tay bây giờ được rồi. Có nghĩa là bây giờ bạn có thể đi rửa tay. Và cũng không quên nói với khách là see you next time. See you next time. See you next time. Hẹn gặp lại bạn lần sau. Và chào tạm biệt khách ha. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Nếu mà dịch vụ của chúng ta làm cho khách vào buổi chiều muộn rồi, chuẩn bị hết ngày, thì chúng ta nói với khách là have a good night. Have a good night. Have a good night. Là chúc bạn có một buổi tối an lành. Rồi, như vậy là Vân Anh đã cùng bạn học xong phần tiếng Anh dành cho dịch vụ làm tay, bột nhúng, gọi là dip powder. Vân Anh hy vọng là bạn đã có được một bài học bổ ích giúp cho sự nghiệp làm móng của chúng ta, làm nail của chúng ta. Vân Anh chúc cho bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công với nghề nail của mình. Bạn hãy nhớ ủng hộ Vân Anh bằng cách bấm like và chia sẻ cho những người nào còn yếu tiếng Anh để giúp cho họ có thể tăng được khả năng giao tiếp tiếng Anh trong nghề nail để cùng phát triển. Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.